tuần như vậy là chỉ được có 50 ngàn thôi. Dạ. Trừ lục bình ra còn chỉ có 50 ngàn, không phải là 100 ngàn. Dạ. Dạ, không có mặn ở nhà không mà có tiền đâu, mới đưa ăn gì là kiếm tiền mua cá với mua thức ăn cho mẹ. À, gạo của anh Phong Bụi với em Bùi Hộ với chú bên Mỹ cho ăn, bữa nay còn khúc đó đó. Còn đó thì nó cũng có thể là cũng sống gió, là cũng có thể quý là chìm. Là mẹ con tôi, là tôi ôm ra mày này, là mẹ con tôi là cảm thấy là nếu mà không xong là tôi cột lại, là mẹ con tôi có sống là sống chung, chết là chết chung. Rồi chú nó, chú Út nó thấy vậy mình đàn bà mình đâu có làm mà lợi bằng đàn ông ta, sức đâu có bằng. Lợi nó hốt cháo nó trả lợi. Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ và em Phong Bụi cũng như là anh Một Đồng đang có mặt tại xóm Việt Kiều Campuchia thuộc xã Phú Xuân, huyện Tam Nông của tỉnh Đồng Tháp. Thì sau một thời gian khá là lâu, cái ngôi nhà của chị ba được mạnh thường quân hỗ trợ, thì hôm nay các em quay lại cái tình hình của cô bác quý anh chị ở đây sống như thế nào, cũng như là thay mặt cho mạnh thường quân là chú Ken Vinh Trần ở Mỹ để trao một số nhu yếu phẩm cũng như là thuốc cho tất cả các cô chú ở đây nha cô bác quý anh chị. Đây là các phần quà hôm nay các anh em đi nè. Tại hôm nay thì các anh em có về lại đây, về lại Tam Nông để thăm lại các cô chú là xóm Việt Kiều Campuchia hồi hương á. Đi xuống bà cụ trước ha. Thì bây giờ mình sẽ đi chào chị ba. Dạ chào chú. Dạ. Chào mấy chú. Dạ. Dạ. Con đi xuống thăm bà cụ cái lát lên chị ba ha. Dạ chào chị. Dạ chị Trinh. Khỏe anh Bụi ơi kìa. Đây là một cái xóm người Việt đã từng sinh sống rất là lâu năm ở bên biển hồ Campuchia, và mọi người đã có một cái cuộc tháo chạy từ bên Campuchia trở về nước, và đến thời điểm bây giờ mọi người đã về Việt Nam sống được hơn 5 năm rồi, và có những hộ thì đã có dần dần được chính quyền địa phương tạo điều kiện làm cho giấy tờ. Tuy nhiên thì có những hộ đến bây giờ vẫn chưa có đầy đủ. Đúng rồi. Chia sẻ với mọi người đó là cái công việc của các cô chú ở xóm Việt Kiều này á, là làm với cái công việc là cắt lục bình để bán. Nhưng mà mấy ngày nay thì lục bình nó bị ngập quá nhiều quá, thành thử là không có còn cắt nữa mà chuyển sang là đan lục bình để gọi là gia công á cho mọi người. Và cái việc mà đan lục bình này thì rất là cực, mà tiền lại ít lắm mọi người. Bây giờ qua được không anh? Được. Dạ. Dạ con ăn rồi. Dạ ăn rồi. Lấy ly rửa thơm. Đây dạ con. Em đang đậu cửa nè. Chị đang đan cái sản phẩm gì ở chị trên? À, cái sản phẩm này của chị Ú có đưa cho em đó, anh Hầu mà ảnh bả mướn một cái nhà 5.500 mà lục bình mình mua. 5.500 mà lục bình của mình mua? Dạ. À. Chứ không phải lục bình của chị đưa cho mình đưa đan nữa. 5.500 là một cái? Dạ. Là mình đang mất thời gian bao lâu chị? Em lãnh 20 cái lần từng lễ mới rồi. Thì nhờ mấy đứa nhỏ quấn keo nhà, dán keo cho mình, rồi mình lên la quấn trong. Một tuần lễ đường 101. Dạ. Mình xin chia sẻ với mọi người như thế này. Cuộc sống của bà con á, ở bên Campuchia á, thì cũng sống trên những chiếc xuồng ghe lên đên. Đến lúc hồi hương về Việt Nam thì mọi người cũng sống trên những cái xuồng ghe như vậy. Những đứa trẻ ở đây may mắn hơn so với những cái đứa trẻ bên Campuchia. Vì chúng về đây chúng được có giấy khai sinh, có quốc tịch và được đi học hành đàng hoàng. Và hôm nay thì trong cái chuỗi hành trình mình với anh Bùi Hộ với anh Một Đồng chia sẻ về cái cuộc sống người Việt á, hồi hương về thay đổi như thế nào. Thì đây là một trong những cái xóm nhỏ trong hàng ngàn người Việt mình trong cái cuộc hành trình ngược xuôi dòng sông Mekong để hồi hương. Và có rất là nhiều hộ mong muốn được lên trên bờ. Có nhiều hộ thì không đủ điều kiện, vẫn còn sống ở trên ghe. Và hôm nay thì đến thì mọi người thấy có một điều đặc biệt mình với anh Hồ để ý là mấy đứa nhỏ ở đây là khá là dễ thương nha. Nó lễ phép, lịch sự. Đã không? Và không có cái hiện tượng là bảo lấy cái dao mày mắc tay con lấy dao chặt đáy cho mà mấy bà chặt chú. Chặt nó chặt đằng sau á. À, mấy đứa nhỏ coi, anh Hồ cho mọi người xem mấy đứa nhỏ tự làm kìa. Phụ làm. Bảo ơi.
bạn kia tên là gì? Dạ Tú. Tú. À, Bi Tú. Bi Tú lên đây ngồi với chú nè. Tú. Ngồi chú. Bạn kia tên Tú. Thấy ngồi tự làm không? Một đứa trẻ ở Sài Gòn độ tuổi này là còn chơi thôi. Nhưng đối với những đứa trẻ ở biển hồ giặt về thì chúng phải, mấy đứa nhỏ phải làm như vậy nè. Con đang làm gì hả Tú? Tú. Này là Bảo, này là Tú. Tú hả? Dạ. Bảo Tú. Bảo Tú, ghê trời. Vậy hồi xưa mình xuôi dòng sông Mekong mình về Việt Nam á, mình có gặp Bảo Tú trong ba gì không mà đặt tên mấy đứa nhỏ vậy? Có tên anh Thông ơi. Mẹ nó đẻ đó cũng chăng trời Bảo, còn đẻ thằng này cũng chăng người Bảo nữa, Bảo Tú đó. Đặt tên Bảo Tú luôn á. Đặt gì luôn đúng không? Bây giờ đặt không biết gì. Mình tạm nhắc lại cái câu chuyện xưa. Trong cái xóm này thì có những cái hộ, đó là hộ của anh chị ba trên kia kìa. Ngày xuôi dòng sông Mekong để trở về nước á, hồi hương á, là ngày đó mọi người dùng dây quấn tay nhau. Mọi người nghĩ như thế này nè, nếu như xuôi dòng sông mà nước lớn quá nó lật xuồng ghe á, có chết thì cũng chết chung với nhau, xác không thể nào mà xa lìa, cho nên là bà mẹ phải cột tay lên đứa con, sợ là lỡ có lật xuống thì hai mẹ con còn bám víu với nhau cuộc sống, hoặc là có chết thì thi thể nó không bị trôi giạt xa ra. Mọi người đang xuống nha. Mọi người lên đây chơi luôn đi. Dạ nói chị ba rồi xuống đây luôn đi. Nghỉ hơn 4 tháng nay rồi anh Hồ. Nhờ ghe đục mình với 4-5 cái tàu cát chạy đêm hôm nữa mới chống đường nhà mấy đó em không được luôn. Chị đang cái này là trước khi đang là phải em Bảo với em Tố là phải quấn băng keo lại. Dạ quấn băng keo lại rồi mới quấn láng cái này nè rồi cho anh ta nên cho bít mấy cái sắt này nè rồi mình mới đương qua cái này mình đương lên cái hình này. Có nghĩa là không phải là mình chỉ đang lục bình thôi mà mình phải bắt buộc quấn băng keo lại một công đoạn nữa. Dạ. Mà mỗi một sản phẩm như thế là chỉ được 5.500. Dạ cái này được 5.500 còn cái kia cái bự gì nữa mới được 9.000, 12.000. Lục bình mình mua bao nhiêu tiền một ký? Chị ù bán là một ký 13.000 anh. Chị ký 13.000. Dạ. Thì một ký đó mình đang được bao nhiêu cái như thế này? Một ký vậy à, đang cái này được 5 cái, nhiều quấn cầm, quấn dị, quấn láng hết luôn được 5 cái. Vậy là đang 20 cái thì chị khoảng tốn 4 ký. Dạ. 4 ký thì nó là hết mấy chục ngàn rồi. Dạ, ký 13 ngàn. 4 ký là 40... 39 ngàn. 13, 26. 56. 52. Chẳng cái giùm mấy chú con. Đây. 52 ngàn là không? Dạ. Mỗi một tuần như vậy là chỉ được có 50 ngàn thôi. Dạ. Trừ lục bình ra còn chỉ có 50 ngàn, không phải là 100 ngàn. Dạ. Dạ. Không có mặn ở nhà không mà có tiền đâu mới đưa ta ăn gì nè, kiếm tiền mua cá với mua thức ăn cho mẹ. Gạo của anh Phong Bụi với em Bùi Hộ với chú bên Mỹ cho ăn bữa nay còn khúc đó. Ui, còn mấy tháng rồi. Dạ còn em đi mặn bên Tây Ninh bây giờ về bớt ngang qua bên Giáp Phú với anh ta rồi. Nói chưa về nhà kịp. Mặn bị trả ba cái nợ tôi bé ra bé. Mấy ngày nay sức khỏe của cụ thì sao rồi? Cũng hơi đỡ đỡ. Bà cụ qua đây ngồi nè. Đừng có chắp ổng đó đi. Ngồi đây dễ trò chuyện hơn. Bà cụ qua đây nè. Hậu đó gì nữa. Nói cái khuôn tám có tiền đền trời ơi kìa. Bảo cho nó mở cái gì cái nát mà Phong Bụi đi trên miên đó. Chứ Bụ Hồ nè. Mỗi cái như thế này là chỉ có 5.500 à. 2.000 tiền lời thôi. Mà làm mỗi một cái như thế này khoảng hơn tiếng hả chị hả? Về đương đích về gì luôn vô 1.5 tiếng. Tiếng rưỡi hả? Dạ, em đương chậm. Bị lên cái đích mình lấy cái hoàn thiện nữa đâu chị. Đấy là hoàn thiện em đưa giao cho người ta hồi sáng này rồi. Thôi sẵn tiện ngồi đây, mấy đứa nhỏ đây ngồi tới đây để cho chịu luôn anh Hồ. Tại đi, cậu đó đi. Tố. Con đang làm gì con biết không? Nhãn keo. Rồi cô giới thiệu mấy anh chị ở đây hết đi cho chú biết đi. Chị gái này tên gì? Dạ. Chị này tên gì? Thi. Thi. Chị Thi con của ai? Chín. Còn chị Phượng con của ai? Con của ba. Ba. Hôm trước là mình có với anh Hồ có quay về bé Phượng á. Bé Phượng lúc đó là chuẩn bị đi học thì bé có một cái ước mơ đó là có một căn nhà. Thì bây giờ con thấy con được lên trên bờ rồi con thấy sao? Dạ vui. Vui. Con sẵn tiện con lớn nhất con giới thiệu mấy anh chị em trong nhà đi, hết đi cho cô chú anh chị được rõ đi.
Dạ. Ai ai đây, từng thành viên nè. Dạ, thằng này em ruột của con. À, con nhỏ này có em của con mà con của cô Chính. Hai thằng này là anh em ruột con của cậu Năm ở bên đó. Con thấy là gia đình nhà mình á là được lên trên bờ. Còn mấy gia đình như bà cụ đó, rồi một số như nhà của bé á, bé bên rồi. Con tên gì bên rồi? My. Bé Tú. Bé Tú đó rồi. Bé Tú đây nè. À đây đây. Bé Tú, bà con ở dưới ghe thì con thấy sao? Dạ con thấy tội mà con thường thường xuyên á con xuống đây con cho đồ. Mẹ con mua về cái con kêu mẹ chia ra làm hai đi hay là chia ra làm ba cái chia cho. Mẹ con nói vậy nè, có ít ăn ít, có nhiều ăn nhiều. Tụi con có xem mấy cái clip của chú Hồ, chú Phong rồi không? Quay về những cái bà con ở chỗ khác á. Có mà cái điện của con cà giật đi. Chú Hồ có quay mấy cái cô chú ở một cái xóm Việt Kiều khác, cũng là người Việt mình sống ở bên Campuchia và mọi người hồi hương về sống ở Long Xuyên á. Đừng có. Con có xem không? Chưa xem ha. Ở đó người ta khổ hơn nhìn xóm mình luôn á. Bên nhà con còn ống nước không mà Phượng? Con không có, hôm nay con không có mùa. Bây giờ con đang nghỉ hè hả? Dạ, con thi xong rồi. Con đang nghỉ hè. Đang nghỉ hè? Dạ. Mấy anh em ở đây thì hàng ngày thì phụ người lớn làm này thì mọi người có làm gì thêm nữa không con? Dạ có, con thì chưa cái con tại bữa nay mẹ con hết ruột bình rồi, mẹ con tính ngày mai đi chặt ruột bình ăn đem lên phơi mà ông trời mưa quá không biết sao chặt luôn. Anh nói qua bên chúng ta thấy vậy không biết tăng là tăng được con ta bậy rồi. Hôm nay thì anh Hồ đến thăm sớm mà con mình có mấy cái việc muốn chia sẻ cũng như là có cái túi thuốc á. Thì chắc là mời anh Hồ vào đây ngồi em lấy luôn đi không ơi. Cái phần này là của chú Kevin Trần đó. Gửi cho bà con số Việt Kiều về thuốc cảm á chị. Thì bây giờ em bán dẫn cho luôn nha Phong nha. Dẫn cho chị chơi. Có cái bút không Phượng, chắc nhờ bị Phượng lên đi ngồi đi chú hướng dẫn cho mấy đứa. Phượng dễ nhớ nhất nè. Có cái bút lông hay gì đó để chú ghi lại cho dễ. Thì con. Nè. Anh em thì cũng có dịp đi về hướng ở trên Tâm Nông này nên lần này đi á thì ghé thăm cụ với lại mấy chị với lại số Bích Kiều thì cũng có thay mặt chú trên Trần để mà gửi thuốc á. Dạ. Ai Phong một ly nước như thế này được không? Một chai nước của chị mới mời mình á là chị phải làm bốn cái này nè. À. Một cái chai ô long á. Chị phải làm bốn cái này nó mới được một cái chai á. Bốn cái nghĩa là khi mà đang một cái giỏ như thế này á để, và tiền công lời thì bạn mua bốn cái giỏ như này mua một cái chai ô long để đãi tụi mình được ha. Rồi thì là, bây giờ chú nói vậy là con biết không căng Phượng ta nói cho khoảng là tháng 9, tháng 10 qua hết mưa người ta mới vô căng. Cái này là vitamin C, thuốc bổ. Con nhớ nha. Dạ. Là thuốc bổ chia cho mấy bạn uống. Bạn nào mà mệt á, giống như uống nước cam vậy á, nhưng mà không được uống nhiều. Này thì tầm khoảng một tuần uống một viên để cho mấy bạn khỏe mạnh hơn ha. Rồi. Còn này. Này là một nhóm thuốc khác. Này. Đây là một nhóm thuốc khác. Nhớ cho luôn. Là tất cả loại này khi mà ai bị cảm, bị sốt, đau đầu. Yeah. Khi mà bệnh nó có dấu hiệu mà bệnh mà bị sốt, bị cảm rồi đó, nhiễm nước đó. Yeah. Làm một viên. Dạ, mỗi đứa một viên. Không, trong tất cả uống loại này loại nào cũng được hết. Trong cái nhóm thuốc này là gọi là nhóm thuốc cảm. Nhưng mà uống một viên thôi nha. Một viên thôi chứ muốn hết. Còn này là cho mấy bạn uống nó như ăn ngậm ăn kẹo vậy á, cho nó khỏe mạnh. Hiểu chưa? Yeah. Đây là thuốc cho con nít nè. Cho mấy bạn nhỏ này uống nè, người lớn uống cũng được. Nhưng mà cái người lớn uống thì giống như uống một viên này thì bằng khoảng uống khoảng 1 kg cam á. Dạ. Cái cam tươi á. Ví dụ trăm cam thì con có vitamin C nó tốt cho con nào thì con uống 1 kg cam thì bằng uống một viên này. Một tuần uống một lần. Cho nó khỏe, mấy bạn khỏe. Không biết gì tăng đề kháng. Còn này là thì ai bệnh đâu gì đó thì uống vô.
Giống như uống viên, mình hay bệnh thì mình hay ra tìm thuốc mua Panadol uống. Thì viên này là có hàm lượng trong Panadol trong này để giảm đau, giảm đau đầu, giảm cảm sốt. Có nghĩa là nguyên một nhóm đó con chỉ lấy một viên ra uống thôi nha. Bây giờ thì mọi người ở đây hiện giờ là còn bao nhiêu hộ là bọn con ở dưới ghe ta? Còn hộ anh Tư với hộ em. Hai hộ, còn hai hộ. Dạ. Bác sĩ ba ngủ. Bác sĩ ba ngủ còn chồng nó về xuống nghe. Ngủ một nó sợ. Bị thằng này nó lóc chóc quá trời rồi, nó sợ bò xuống thăm. À, hồi xưa mình ở bên Cam là ở tỉnh nào? Tỉnh Busan á, tỉnh Dũng á. À, Busan ở gần gần với giáp giáp với dưới An Giang này nè. Phải không bạn? Xa phải. Xa, thôi xa. Nam Giang nó vô Dũng. Dũng Busan là chạy khoảng một 40 cây số nữa từ Nam Giang. Dạ dạ. Bỏ gì nhân tiện đây thì hỏi thêm câu chuyện hành trình vượt vượt biên về Việt Nam đi ha. Dạ. Nước gì cốc? Dạ từ từ con uống, mọi người khách sáo quá nãy giờ mời nước xuống à. Chị có nhớ lại cái cuộc hành trình mà từ bên Cam mình về không? Đi bao nhiêu ngày và nó gặp những cái điều gì trắc trở không? Ngày thì anh ba lên rước vì em đi từ Dũng về xuống tới Việt Nam luôn là nó ngày không có khó khăn gì hết trơn á. Chị ghé vô cái trạm cõi tiêu trình vậy thôi là nó xin ăn một gia đình với 200 ngàn. Đi gia đình em 200, gia đình chị Năm đi chung đó là 200, đó hai gia đình 400. Vậy thì mọi người về như vậy á, quá trình về mọi người có lo âu là về không biết đậu ở bến nào rồi sống như thế nào không? Dạ có. Bị vì em ở đây lúc em mới có về á là ăn đậu đâu có được đâu, nhờ nhiều chị thứ sáu quen với chị Hai Tùng Hai Hoàng nè cho đậu nhờ. Tới anh gấp anh mua đám đất anh đuổi hoài à. Rồi cái ha lạ mới năn nỉ kêu xin đậu đi, rồi cái anh ba anh Tư với anh Năm với Úc Thảo mới ở đất hồi đó còn rẻ, mấy người này đi dở trà rồi chắc mót rồi trả từ từ cho anh gấp. Anh gấp nói vậy tôi bán chịu cho, mới khỏi đi đuôi ghe tới ghe lui đó, rồi bị đi mặn dở trà về 4-5 giờ về rồi giờ chẳng dạng tao đuổi rồi mới nghỉ một bữa rồi mới lui nữa. Nhiều khi không nghỉ mấy người này dở ghe lên là lui đi á, từ 1-2 giờ phía mới khỏi dưới nước leo lên đúng một chú ốc bi. Mọi người ở đây có một cái điều mà mình rất là trân quý, đó là tình làng nghĩa xóm, một cái cộng đồng. Ai có thêm một miếng cá thì chia nhau đều hết ở đây hết à. Cho nên là hôm nay ví dụ mình cho thuốc hay mình cho gì đó thì chắc chắn mọi người sẽ tự động trải đều hết. Mừng luôn, mừng luôn anh Hậu ơi. Anh Hậu đến phòng bụi với chú là mừng luôn á. Chị ba chia chia nhau đặng mà khỏi không có tiền đi muốn khỏi có mượn tiền. Với ngày chị Hai Hoàng này với chị Hai Tùng này xách tiền đem xuống cho mượn hoài. Mượn tiền một thuốc uống chị chưa? Dạ chị hỏi có lúc này mằng gì không được, bà nói bà tè bà bảy có tiền không cho bà mượn 100 ngàn nữa, má ơi khỏi đâu, bà nói để tôi mua chịu thuốc cho bà. Mua chịu thuốc rồi mượn tiền có tính lãi không? Không đâu, chảnh chỉ cho mượn không không nha. Chị này thấy vậy chị cũng được lắm. Chị Hai, chị Hoàng, Hai Hoàng. Chị Hai Hoàng với hai Tùng này nè, chị bán gạo nữa. Chị mới bán gạo đem năm nay thôi. Một ký gạo ở đây là bao nhiêu? Em không có mua được có chỉ nữa, em không biết nhiêu nữa. 15 ngàn ký. Chị bán 14 ngàn, bây giờ gạo lên nó chỉ lên. Chị ba vô đây đi chị ba. Dạ. Chị ba lên đây chị. Thấy nhà ai thuốc chưa ăn hết. Mấy đứa nhỏ ngồi có lọt nước không? Thuốc rồi nhà có tiền trả. Chắc mời chị ba ngồi đây đi. Bữa hôm kia chị mới cho em mượn 100 ngàn nè. Mình làm gì? Để mua thức ăn cho má. Chị nói vậy nè, thôi bà bảy lúc này mặn đường Úc ở xa quá xa rồi đi mặn tiền nó chưa có quê về đây. Cho chị mượn 100 ngàn mua thức ăn cho bà mẹ đi. Hôm nay mình ăn cơm với gì chị Trên? Sáng này mẹ được ăn hủ qua xào hột vịt. Hôm qua xào dịch. Dạ. Mượn 100 ngàn để mua hết tiền mua đồ ăn rồi. Nên thành nữ là phải mượn 100 ngàn mua đồ ăn cho bà cụ chị bị bệnh không có chất dinh dưỡng á. Chị Trên nãy có kể là cái hành trình về nước á thì nó thuận lợi, nó không gặp nhiều trắc trở, nhưng mà gia đình chị ba thì như thế nào để bây giờ mình qua mình hỏi thăm đây ha. Dạ. Dạ cũng chào mấy cô mấy chú dồi dào sức khỏe vạn sự như ý hết mấy cô mấy chú mình đây với mấy cô mấy chú nước mài. Dạ. Cũng chị ba ơi, em với anh Hồ là đang tìm hiểu về cái hành trình của người Việt mình ở bên biển Hồ á. Dạ. Mọi người hồi hương về. Dạ. Thì có những người về rất là thuận lợi, nhưng có những người họ về đi trên những chiếc xuồng ba lá rất là nhỏ.
thậm chí họ đối mặt cái cảnh đó là sống chết tàn lanh luôn. Dạ. Thì gia đình mình hồi hương về sao? Thì mình thì đi dài, tôi đi dài cái ghe đó là dài tới cái sông Sài Gòn đó thì nó cũng có thể là cũng sóng gió là cũng có thể quý là chìm. Là mẹ con tôi là tôi ôm ra mày này là mẹ con tôi là cảm thấy là nếu mà không xong là tôi cột lại là mẹ con tôi có sống là sống chung, chết là chết chung. Rồi chú nó, chú Út nó thấy vậy mình đàn bà mình đâu có làm mà lợi bằng đàn ông ta sức đâu có bằng. Lợi nó hốt cháu nó trả lợi. Nó chết thì chết chung ba chú cháu nó, từ hôm nay thì cũng dành chết chung ba mẹ con tôi. Nếu mà cho nhìn lại cái khoảng thời gian mà ba, hai ngày mấy mình từ bên đó mình ngược dòng sông về á thì mình có hãi không ạ? Có, nhắn sợ. Cảm thấy là bàn thờ mình thờ ông bà mình gì là lăn xuống hết trơn, gớt nghiêng hết trơn, lăn xuống gớt xuống hết trơn luôn. Không dám lượm cho xong xuôi hết, cho im sống tịnh hết rồi là mình mới lượm ông bà mình lên. Vậy là ngày chị ba về là ngày đó sóng gió dữ lắm. Dạ. Chậu đó sóng gió lắm mà. À, con cái sông đi biết rồi. Chậu sông bó mặt quá sóng rồi. Vậy cơ. Sóng ghê lắm, sóng muốn chìm ghê vậy đó. Sông bó mặt đó, ai không từng đi là dạ sóng dữ lắm. À, hiện giờ thì có một cái làn sóng, đó là làn sóng người Việt mình ở biển Hồ đang tìm cách ngược dòng sông, xuôi dòng sông để về nước. Thì mình chia sẻ câu chuyện này một phần là để cho nếu mà cô bác anh chị nào bên biển Hồ có ý định về á thì biết cách lựa cái, theo cái mùa nước mà đi. Như chị ba đã trải qua một cái đợt hồi hương về, cái đợt đó là giông bão thì ở cái khúc sông nào khó khăn, khúc sông nào khó chạy hoặc là lựa thời tiết như thế nào, chị ba có kinh nghiệm rồi, chị có thể chia sẻ để bà con mình á ở bên biển Hồ về thì biết cách để về phòng chống cái tình trạng đó là gặp nguy hiểm. Dạ, cái đó mình có đi thì đừng có đi cái khúc mà sóng gió ha, là nhằm cái cơn bão rồi ha. Thì như mình chạy cặp cặp nới vô mé là cũng đỡ, nên nếu mà mình đi mà ngay theo cái khúc mà sông bão đồ ha là dông gió lớn rồi là mình cũng đi đừng đi là nó cũng cái xuồng anh Hậu anh ba đi chặt một mình với anh Vũ Bảo đó, cái xuồng đó em về hai đứa con em, hai chồng thêm anh ba nữa đó, mà nghe chăng là tháng 8 mà anh biết tháng 8 mà dông gió lắm. Thì lúc đó em sợ hơn gì, mua cái bánh su trắng á thiệt là bự ba tuần trước tới con lái luôn, sao chở mấy chồng em chạy đó. Anh ba anh sợ hơn gì, kêu anh ba anh mệt thì anh ngủ đi thôi, cưng cưng mệt cưng ngủ đi, anh sợ chìm á. Em nói đi tháng 8 nó xuống là sóng gió lắm mà anh không cho đi đường sông lớn, nếu đi đường sông lớn nó xuồng chịu không nổi. Mà mất đi đường sông nhỏ là cái ghe mình, cái xuồng mình có hai đứa con, em với chồng em với anh ba, nghiệp ba lên trước em. Lúc đó sợ lắm. Thôi hôm thấy đang kỉnh mà anh ba kêu rồi kiếm chỗ nào đi đậu đi để con thôi thợ chạy chìm, không dám chạy bởi vì đi đường sông nhỏ, sông nhỏ không à. Mà tới Mương Vú trong cái trạm miên đó là em tốn 100.000 tiền miên. Ừ, 100.000 ri á. 100.000 ri thay đổi đó tiền Việt mình là tầm khoảng 25 đô không ta? 100.000 thì chắc khoảng 25 đô ha. 100.000 ri là 400.000 tiền Việt. 400.000 tiền Việt. Tiền lúc đó là 500 rồi đó. À 500. Dạ 500 có trên rồi đó. Khi nãy thì tụi mình thực ra thì tụi mình đến á là cho thuốc cho bà con uống để tăng đề kháng, cũng như là lỡ có bệnh đau thì uống đỡ tốn tiền mua thuốc. Dạ. Hiện giờ thì ở đây thì khoảng bao nhiêu hộ hết ta? 6 hộ. 6 hộ. Dạ. Mấy hộ diện tiếp nhỉ? 6 hộ diện tiếp. 6 hộ. Hôm trước là mình, anh Hồ, chị Tưởng với một cái chú ở bên Mỹ nữa đến cho mọi người là một bao gạo, mà đến thì bây giờ mọi người ăn tặng tiền sao giờ vẫn còn gạo đúng không ạ? Dạ. Thì hồi nãy nghe chị Trân có nói là mới mượn nợ 100.000 đồng cho bà cụ ăn cơm, cho bà cụ ăn cơm. Thì thôi đi, nhờ chị ba cầm giúp em. Thì ở đây là nãy chị ba nói là 7 hộ đúng không? 6 hộ. Thì nhân tiền này thì thôi cũng tiếp sức cho bà con xíu. Mua gạo thì cũng giác xuống nó cũng nặng nề. Ở đây có cái vừa gạo luôn. Mình hỗ trợ cho mỗi hộ một ít gạo. Thì hồi nãy bà con nói là 15.000 đồng một ký, 10 ký là 150, 150 thì nhân cho 6 là 900 phần triệu ha, 1 triệu vậy thôi cho 6 hộ, 6 mỗi hộ 500.000 đi, để bà con tự cân đo đong đếm, ha. Gửi 3 triệu.
13 triệu. Chúc mấy chú dùng cơm lên nhà tôi dùng cơm mà hả về nha. À, chị Ba thì chị có thể chia sẻ cái cuộc sống của mình sau khi lên nhà ở đó thì như thế nào? À, thông tin với mọi người á, lúc Bùi Hồ với em Phong Bụi lên á thì có điện thoại hỏi chị Ba, nhà có tivi, tính mua tivi á. Dạ. Mà chị Ba nói là chị Ba cứ chia sẻ đi. Dạ em thằng em thứ 8 bển á thì nó cho cái tivi. Cấp còn với ghe này lận. Rồi với lại nhỏ em. Nhỏ em Út thì nó cho được cái bếp ga. cũng chú Ken Vinh Trọng nó hỗ trợ nó có hỗ trợ những cái hoàn cảnh này thì nhà chị Ba cắt xong á thì có thể hỗ trợ tivi, nhưng mà Bùi Hồ với em Phong hôm qua có điện thì chị Ba nó đã có đủ hết rồi. Dạ bị gì thằng em nó ở bên Phú Thành B và nó cho thằng em Út. Đó, mọi người thấy sự thiệt thà không? Dạ. Tối hôm qua là mình định điện cửa hàng mua cái tivi sách tới cho mấy đứa nhỏ có truyền hình xem như là hứa. Nhưng mà điện thì hỏi có tivi chưa? Nó có rồi đừng có mua mấy chú ơi. Dạ. Xong rồi điện hỏi là vậy thôi chuyển sang mua cho cái bếp ga. Cái ga bự. Bếp nó ngay. Cũng có luôn. Có, nhỏ em mua nó cũng cho được cái bếp ga. Nên là thiệt thà lắm. Cũng chạy cũng xài luôn. Tất cả món quà. Dạ, có. Thì hôm nay thì mình xin số tiền là 3 triệu từ anh Khương ở bên Úc Châu chia cho gia đình 6 hộ ở đây. Mỗi người 500 ngàn để bà con mua gạo, mua gia vị, ăn uống ha. À, bà cụ, một gia đình. Cụ với... Cảm ơn mấy cô, mấy chú của nước ngoài. Dạ. Được gạo, nhìn sức khỏe. À, cô Ba. Với Hồ, với chú mình. Chú Nghĩa, chú Một Đồng. À, đây là gia đình của cô Ba. À, chị Ba, cũng biết Phượng, 500. À, gia đình của chị, 500. Chị ha. Cảm ơn người phòng. Còn 1 triệu là hiện giờ là... Bé Phượng, bé Tô Tú. Để... rồi 500 nữa. Còn bé Tú. Bé Tú à ba. Ba dạ. Ba đi làm xa rồi. Bé Tú á là mình à. Bé Tú nói đi. Con cảm ơn chú. Mấy cô. Với mấy cô. Cảm ơn mấy cô với chú. Cho con no. Cho con no. Con em lấy 1 triệu nữa đi, anh thay mặt cô My gửi 1 triệu cho gia đình của cụ đi. Cho ba cụ. Mới mượn 100 ngàn để mua thuốc uống gì nữa mua. Cái này là phần của cô My gửi cho cụ 1 triệu. Trích quỹ của cô My ở Mỹ á. Cũng là cảm ơn cô My cũng chúc tôi cũng chúc cho cô với mấy chú ở bên nước ngoài cho gì giàu giàu nhiều sức khỏe nhờ cho dạn sự cho như ý gì đó muốn gì được cái đấy tiền cho giàu giàu vô nhiều khổ lắm anh giúp đỡ cho em mà cho chúng tôi lực bệnh vợ chặt cô không được thôi mấy chú ơi bây giờ nếu mà à, 100 ngàn để mua lục bình thì bao nhiêu ký? 100 ngàn là ký 13 đó, ký 13 ngàn. 10 ký gần 10 ký. 10 ký. Và để được 10 ký lục bình như vậy là tốn thời gian mất bao lâu? Vớt tốn thời gian chắc là 10 ký cũng 10 bữa mấy bữa gì. Dưới vậy trời. Tại 10 ký khô mà. Trời nó khô cháu. 10 ký khô. Rồi gửi thêm cho bà cụ 1 triệu có anh Hồ. Cô My ở Mỹ. Cô My. Dạ. Cảm ơn cô My. Để cho cụ uống thuốc với lại mua đồ ăn để mà dùng. Dạ cũng cảm ơn Hồ với chú này với mà Phong Bụi với nhớ mấy cô mà có làm cho tôi cũng trời Phật cũng độ mấy cô cho với mấy chú ở nước ngoài cho khỏe phắn cho nhiều nhiều sức khỏe hả bằng tiền vô nhiều nhiều cũng ăn bệnh hoạn này hả cho đi khỏi đất nước Việt Nam mình hết đi cho nó khỏe Việt Nam mình hết gì. Nhưng mà chị Ba là về đây thì thấy mình chắc chị Ba có theo dõi hành trình của em với Phong về Campuchia. Quay cái xóm Việt Kiều của mình thì chị thấy cuộc sống mình ở đây so với ở Campuchia thì như thế nào? Thì mình thấy sống ở đây thì mình thoải mái hơn ở trển. Ở trển thì khổ. Ở trển thì khổ. Bởi vì là tôi có cái lòng tôi nói thật thà là tôi ở trển với cô với bác rồi về đây rồi gặp cha mẹ tôi là như là... À, nhà nước Việt Nam mình thì tôi kính mến như cha mẹ tôi về đây là tôi ở đây luôn với cha với mẹ tôi không còn đi ở với cô chú bác nữa. Rất nhiều người Việt mình sinh sống và lớn lên ở Campuchia, người Việt sống ở biển Hồ có, người Việt sống ở trung tâm thủ đô Phnom Penh có, và rất nhiều người mà lần đầu tiên mình với Bùi Hồ cảm nhận như thế này nè. Câu chuyện mà bới rác tìm thức ăn nó gần như là câu chuyện nó viễn tưởng, nó không tồn tại, chỉ có xuất hiện trên phim ảnh hoặc là sách báo thôi mà nó không có tồn tại thực tế. Nhưng mà những ngày lang thang ở Campuchia mới thấy rằng là người Việt mình bới những cái thùng rác tìm đồ ăn,
Thậm chí chị Duyên mà cái người mà mình với anh Bùi Hồ đưa về á, chị gái mà bị lừa bán 21 năm á, chị kể rằng như thế này nè. Đó, cũng clip đó mà. Clip đó, trên chị coi hết. Chị nói về mẹ, sao mẹ khóc hoài, trời mình khổ còn người ta khổ hơn nữa. Chị Duyên á, chị kể rằng là có những ngày tháng tối tăm đối với chị, đó là chị bới thùng rác, chị kìm một cái quả táo người ta ăn á, ăn mà gọt cái phần hư đi, lấy cái phần còn cái phần dùng được á, ăn để có một chút đường để dưỡng sức đó. Cho nên là bà hôm nay đến cho thăm cho no một chút vậy đó. Cho vậy no là mấy làm. Bà cụ đâu kia cũng xem mấy câu chuyện đó rồi, mọi người có chia sẻ gì không chị ba? Cũng có mà cái gì là bé Phượng này hồi đó nó học lai đó, rồi cũng bên nhà trường á cũng có cấp cho nó cái điện thoại đó, rồi nó cũng có mở lên nó coi. Mời Bích Phượng lên đây ngồi đi Bích Phượng. Con xem mấy clip của chú Phong chú Bùi Hồ quay gia đình bà con ở bên Campuchia nơi mà con đã từng sinh ra ở bên đó, thì con thấy sao Phượng? Con thấy mình khổ rồi mà người ta còn khổ mình thấy tội cho người ta. Con xem clip nào mà con tội nhất? Cái clip mà cái gì kia mà bới cái thùng rác để kiếm ăn. Xem vậy là con xem clip mà con thấy tội nhất đó là clip của anh chú Bùi Hồ quay cái chị hai vợ chồng leo lên thùng rác hả? Dạ. Tại vì con coi phim á, con chỉ thấy người ta bới thùng rác thôi mà ở ngoài đời cũng có nữa. Thì hôm nay thì chú Phong, chú Bùi Hồ với chú Một Đồng ghé, thì con thấy là cuộc sống của con bây giờ nó so với trước như nào, con chia sẻ và con có nhắn nhủ gì mấy cô chú không? Trước á thì mấy anh em con á ở dưới ghe thì tù túng, còn lên nhà thì nó khỏe hơn, con cảm thấy rất là vui luôn. Vui cũng nhờ mấy cô. Rồi con có nhắn nhủ gì không để trước khi mà mấy chú tạm biệt? Dạ con cảm ơn mấy cô mấy chú đã giúp con từ ước mơ mà con tưởng đó là không có sự thật mà giờ trở thành hiện thực. Con rất là cảm ơn mấy cô mấy chú, mong mấy cô mấy chú nhiều sức khỏe, vạn sự như ý. Mọi người có thể thấy rằng là đây là một trong những cái xóm người Việt mình từng sống ở Campuchia và đang hồi hương trở về. So với các xóm khác thì xóm này đang dần dần có cái cuộc sống ổn định hơn. Hôm nay thì trong cái hành trình mấy anh em trở lại thăm bà con Việt Kiều thì cũng chia sẻ với mọi người về tình hình cuộc sống mới của bà con ở đây, cũng như một cái lát cắt nhỏ cái cuộc sống của người Việt hồi hương trở về như thế nào. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thưa cô bác quý anh chị, đây là cái ngôi nhà của chị ba sau khi mà được mạnh thường quân hỗ trợ giúp đỡ nè. Chị ba thì được lên có bé Phượng á, thì ước muốn là được lên nhà để mà khỏi cái cảnh tắc nước nữa. Thì hôm nay thấy ngôi nhà cũng khá là khang trang luôn mọi người, thì cũng được sự hỗ trợ của tất cả các mạnh thường quân á. Thì bây giờ ở trên đây thoáng mát ha. Dạ, ở đây lót dán rất là êm luôn. Đây là cái thưa nơi bàn thờ nè. Và nó mặc còn cái hàng tông con ấy. Ông này đã về rồi tới đây cho bỏ. Cái phòng ngủ ở đây là của bé Phượng rồi hả chị ba? Dạ, bé Phượng cái chú. Dạ. Để trước này đi. Bạn có nơi dân võng luôn nè, ở đằng sau thì có cả một cái khu nấu nướng luôn. Nhà vệ sinh ở bên kia kìa mọi người. Đó, cái không gian bếp ở dưới này luôn ha. Đây là nơi nấu nướng nè. Ở trong này này là nhà vệ sinh. Chỗ này là cái khu rửa chén. Cái phần sau này là anh ba anh làm rồi tích lũy rồi có vốn làm hả chị ba? Em nó cho mượn vốn làm đó chú ơi, nó cho mượn 5-7 triệu vậy đó. Thân nhiều không? 2-mấy triệu hả? Dạ. 28 triệu. Dạ. Đó. Nghĩ là nó ngày nhỏ em Út có cho cái bếp gà đó đó. Dạ em mới thấy đó. Dạ. Nó cũng cũ của em cho. Dạ. Dạ vậy cũng được đi. Dạ. Ở trên đây là mình hết cái cảnh gọi là mưa tạt gió lùa rồi. Dạ. Hết cái cảnh tát nước rồi. Chú ơi ở trên nó gió nó lớn là nó chảy xuống. À. Để mặn rồi cái mình mấy nhỏ này mặn thê rồi cái lấy tiền mình mua thiết cái mình ốp cho lại. Ốp thêm tấm nữa. Ốp thêm tấm nữa. À nó bị hụt con hả? Nó ấy mưa nhỏ thì nó không ấy nhưng mà mưa lớn là nó vũ nó dở lên. À nó bị phập ton. Dạ. À, lúc trồng mí thì nó không ấy. Chú trồng cơm con mí nghe. Dạ không chị ba. Thằng giờ leo với học dịch xào. Ờ có cái tivi này đấy hả? Dạ. À. Dạ
em thứ 8 mới cho đó. Dạ. Dạ. Là chú Kevin Trần dự định là hỗ trợ cái tivi. Dạ. Nhưng mà chị Ba nó có cái tivi này dạ, không chịu nhận thêm nữa. Dạ, mình không có không nhận. Dạ. Nè, bảy như em nó cho mình có rồi thôi đi, mình nhận của anh em chi nữa, cứ kệ đi. Nhật nghe cho gạo được cái má ơi. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Dạ. Rồi thôi em chào chị ha. Dạ. Gặp chú quá trời mừng luôn rồi. Con ơi nè.